Tô Lâm đại thắng, Xuân Cầu hồi sinh, Tô Dũng thành ông trùm mảng kinh tài. Trong lúc Tô Lâm đánh tập đoàn Phúc Sơn để hạ Võ Văn Thưởng, rồi đánh tiếp tập đoàn Thuận An để hạ Vương Đình Huệ, thì ở chiều ngược lại, phe quân đội cũng lôi tập đoàn Xuân Cầu cũng đại gia Tô Dũng, em trai Tô Lâm chuẩn bị đưa lên thớt. Tuy nhiên, việc đánh vào Xuân Cầu sau đó bị lãng quên vì Tô Lâm đã thắng thế trên vũ đài chính trị. Khi Tô Lâm dùng bộ công an để đánh vào sân sau của các đối thủ nhằm giành lấy lợi thế chính trị, thì các phe khác cũng phản đòn với đường quyền giống y hệt như thế. Tuy nhiên, chỉ hai bên ra đòn cùng một đòn giống nhau, thì bên nào ra đòn trước sẽ thắng. Tô Lâm ra đòn trước và đã thắng, còn quân đội chậm chân hơn nên bất lực. Giờ đây, Tô Lâm đã là Tổng Bí Thư và Bí Thư Quân ủy Trung ương, xem ra phe quân đội khó có điều kiện để moi thêm sai phạm của công ty Xuân Cầu. Có thể nói, sau ván cờ cân não, Tô Lâm đã cứu cho Xuân Cầu một mạng, đồng thời cũng là cứu lấy chính mình. Hiện nay, Tô Lâm đang thực hiện việc thanh lọc hệ thống, đặc biệt trong ban bí thư. Đồng thời, ông cũng loại bỏ những thành phần ekip quyền lực khỏi vũ đài chính trị và xây dựng thế lực Hưng Yên lớn mạnh. Qua đó, công ty Xuân Cầu của Tô Dũng cũng sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh trên thương trường. Vạn Thịnh Phát đã bị loại khỏi mâm kinh tài, nhưng điều đó không có nghĩa là nền kinh tế Việt Nam trong sạch hơn, mà chỉ là cách tranh giành miếng bánh kinh tế mà thôi. Vạn Thịnh Phát sụp đổ thì Xuân Cầu nổi lên thay thế và có khả năng sẽ bành trướng hơn. Trong thời gian dài, Vạn Thịnh Phát đã phát triển dựa trên các thế lực chính trị lớn. Khi các thế lực chính trị này hết thời, thì doanh nghiệp cũng bị thịt. Nền kinh tế Việt Nam là nơi phản ánh tình hình chính trị thượng tầng. Các thế lực cũ bị lật đổ và thế lực mới thay thế, thì hệ thống kinh tài sân sau cũng trùng số phận. Hiện Vingroup của Phạm Nhật Vượng vẫn được cả Bộ Công an bảo vệ và Ban Tuyên giáo quảng cáo. Điều này cho thấy Vingroup vẫn chưa đến hồi tàn. Tuy nhiên, Xuân Cầu thì thế lực lại đang lên, rất có thể thời gian tới sẽ là trở thành thế lực cạnh tranh với Vingroup. Có thể nói, trong lĩnh vực kinh tế, Tô Dũng đang từng bước trở thành ông trùm mới. Đảng Cộng sản giờ đây đã phân phe tách nhóm rất mạnh. Mỗi phe phái chính trị đều có đằng sau một hệ thống sân sau để chiếm dụng tài nguyên đất nước, để vơ vét sức dân làm giàu. Rồi đây, Tô Lâm sẽ tiếp tục nhân danh sự trong sạch để đánh gục chân rết của các thế lực khác, rồi cho tuyên giáo bơm thổi về một mục đích cao cả của ông Tổng Bí Thư. Một khi đã nắm quyền lực tuyệt đối, đã xây dựng hệ sinh thái quyền lực vượt trội, Tô Lâm sẽ nuôi Xuân Cầu lớn mạnh, không có điểm dừng. Đi kèm với sự lớn mạnh đó là những vấn nạn mà người dân phải chịu đựng. Tương lai đất nước bị chiếm dụng, biến thành tài sản riêng của các quan chức và doanh nghiệp thân hữu. Ở các nước dân chủ, các doanh nghiệp lớn mạnh là tín hiệu đáng mừng, bởi đa số họ là những doanh nghiệp chân chính, tồn tại và phát triển trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. Còn với Việt Nam, sau khi một thế lực chính trị mới nổi lên, thì đất nước lại chứng kiến những doanh nghiệp thánh gióng. Tuy nhiên, hậu quả của loại hình kinh tế thân hữu này là một nước Việt Nam tụt hậu. Sự phát triển chỉ là những con số thống kê, còn đời sống người dân thì vẫn cơ cực, bế tắc. Tô Lâm lên thay Nguyễn Phú Trọng, ông sẽ khiến đảng trở nên hỗn loạn hơn, nền kinh tế Việt Nam vẫn sẽ bị nhuộm màu đen của các thế lực chính trị hắc ám. Giấc mơ kinh tế thị trường đúng nghĩa với Việt Nam, vì thế còn rất xa vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm đại thắng, Xuân Cầu hồi sinh, Tô Dũng thành ông trùm mảng kinh tài. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Trọng khởi xướng, Tô Lâm tiếp bước, biến đảng thành bãi chiến trường. Vào ngày 28 tháng 8, Quốc hội họp kỳ họp bất thường lần thứ 8, trong khi chỉ mới có 9 kỳ họp chính thức. Ở kỳ họp này cũng như những kỳ họp bất thường trước đó, chủ yếu là để Quốc hội thông qua những nội dung mà Trung ương Đảng đã quyết định trước đây. Mâm quyền lực sau khi Tô Lâm lên ngôi có nhiều xáo trộn vào các kỳ họp bất thường, vì thế cũng dày hơn.
từ nay đến đại hội lần thứ 14 chỉ còn hơn một năm nữa, chắc chắn còn thêm nhiều kỳ họp bất thường nữa vì cuộc đấu tại cung đình Việt Nam vẫn chưa đến hồi kết thúc. Ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức Tổng Bí thư gần 3 nhiệm kỳ và cứ nhiệm kỳ sau thì lại đánh nhau dữ dội hơn nhiệm kỳ trước. Ở nhiệm kỳ đầu, ông Trọng chủ yếu tìm lại sức mạnh cho vị trí Tổng Bí thư vốn đã bị Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lấn át trước đó. Sau khi thành công, ông lại thừa thắng xông lên, lập nên cái lò nổi tiếng để đánh những cá nhân và các nhóm không chịu thuần phục ông. Lò cháy ngày một mạnh và sang đến nhiệm kỳ thứ 3 của ông thì lò đã mất kiểm soát. Lúc này lò của ông đã quay lại đốt cháy cả cột nhà ông, khiến cho đảng trở nên loạn hơn bao giờ hết. Lá bài chống tham nhũng không có vùng cấm đã được Tô Lâm tiếp bước ông Trọng sử dụng. Khi Tô Lâm chiếm được cái lò của ông Trọng, Tô Lâm cho đốt luôn vùng cấm của ông Trọng, khiến cho Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đột nhiên ngã ngựa. Có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không khác gì bãi chiến trường. Liên tục đánh nhau và liên tục tổ chức các cuộc họp bất thường để chia chác lại thành quả các trận đánh. Cũng nhờ đánh nhau mà thế lực Hưng Yên với nòng cốt là Bộ Công an mới có thể ngoi lên thành thế lực mạnh nhất trong đảng. Và chắc chắn điều này sẽ tạo nên tiền lệ cho luật chơi trong đảng về sau. Bất kỳ thế lực nào muốn trở nên hùng mạnh thì phải đè bẹp các thế lực khác có khả năng cạnh tranh. Luật chơi này do nhóm Hưng Yên dẫn dắt và thực hiện, rồi nó sẽ trở thành luật bất thành văn trong đảng. Luật mạnh thắng yếu thua do Tổng Trọng đặt nền móng và Tô Lâm kế thừa. Không những thế, Tô Lâm còn phát triển luật này lên tầm cao mới, với những quyết định trắng trợn hơn, bất chấp hơn, khi mà ông đè đầu cưỡi cổ cả bộ chính trị. Hiện nay, nhóm Hưng Yên đang có sức mạnh vô đối. Nếu có một nhóm nào đó ngoi lên, muốn chuất phế nhóm Hưng Yên thì cuộc chiến quyết liệt mới nổ ra, và khi đó chiến trường sẽ càng trở nên hỗn loạn. Mặt khác, cho dù nhóm Hưng Yên không bị cạnh tranh, nhưng nếu muốn giữ vị thế độc tôn thì họ cũng phải thường xuyên làm cỏ phần còn lại. Quốc hội khóa 15 đã họp bất thường đến 8 kỳ, nhưng không có một kỳ nào họp bàn về những vấn đề vấn nạn quốc gia, về an sinh xã hội cho 100 triệu người dân. Quốc hội liên tục họp bất thường nhưng kinh tế đất nước chẳng hề được cải thiện, quan hệ ngoại giao cũng không thay đổi. Tất cả nội lực trong đảng chỉ để dành cho việc đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau. Một đảng như thế thì làm sao đủ tư cách lãnh đạo đất nước cho được. Tuy nhiên, vì độc quyền cai trị nên đảng vẫn nắm quyền. Đây là bất hạnh lớn cho đất nước Việt Nam. Lá bài làm sạch trong đảng của ông Trọng đã bị biến tướng, dù hô hào chống tham nhũng từ năm này sang năm khác, dù lò có cháy phừng phừng từ tháng này sang tháng nọ, nhưng tham nhũng đã không giảm, lại còn tăng lên theo cấp số nhân. Quan sau còn tham kinh khủng hơn quan trước. Bòn giúp dân để làm giàu và mua chức, mua được vị trí thấp thì lại muốn vị trí cao hơn, nên lại đánh nhau giành chức, giành quyền. Kết quả chỉ có dân là luôn phải chịu thiệt, đất nước bị bòn rút kiệt quệ, chứ đảng không hề sạch hơn. Đấy là cái hại to lớn mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Tổng Trọng khởi xướng, Tô Lâm tiếp bước, biến đảng thành bãi chiến trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.